Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt dây chữ kim cương tinh tế. Mặt dây chữ kim cương tinh tế là sản phẩm thiết kế độc đáo, mang lại sản phẩm hoàn hảo đến cho người dùng. Sản phẩm là sự kết hợp giữa vàng tây 18K, đính các viên kim cương thiên nhiên tạo nét nổi bật cho người đeo. Mặt dây chữ hiện đang là xu hướng trang sức thời nay được nhiều người ưa chuộng. Mặt dây chữ kim cương tinh tế mang đến vẻ thời thượng dành cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.